Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tập này mình sẽ tiếp tục đi kiếm Ender để giết, rồi đi kiếm luôn The End. Đến bậc lùi à. Nhưng mà trước tiên thì mình phải có được cái looting trong này mới được. Tại vì kiếm Ender đã khó rồi mà săn không ra gì nó mệt lắm. Nhưng cái mình cần là looting. Có thể dùng hai level để lấy cái này cũng được, cái này cũng tốt lắm nè. Lấy luôn đi. Ok. Rồi, kiếm tiếp. Mong là nó. Thôi để mình đổi thành tiếng Anh cho chắc ăn. Tại vì có nhiều thứ tiếng Anh nó dịch ra tiếng Việt không hiểu gì hết. Rồi, đi coi lại coi. Như là Lock up the sea, no valuting. Xém xíu nữa là lộn rồi. Để mình coi bằng tiếng Anh luôn cho nó dễ nha. Đây nè, nó đây nè. Thành công rồi, chuyển lại tiếng Việt. Ok, thì coi tiếng Việt nó là gì nha. Nhạc 2. Cũng là lút tinh thôi. Rồi mấy cái này cất cho đây đi. Này cũng là dụng cụ để enchant thôi. Level 14 rồi, vậy là cày level hơi bị lâu nha. Cày level để câu quyển sách rồi xong ép hai quyển sách này vô. Mọi thứ có vẻ là theo ý định mình hết rồi, ha ha. Rồi dục cái này vô. Sắp xếp lại đi. Rồi bây giờ làm thôi. Dư một cấp luôn. Bụp. Vậy là quyển sách chỉ được có một cái option, một cái enchant thôi hả ta? Chắc vậy. Ồ, làm gì? Rồi vô đây. Để là lên này trước. Bụp. Không biết có làm cái này được rồi. Trời ơi tốn nhiều level quá. Swipe ở đây, quét cạnh. Quét cạnh 2. Chắc 2 là cũng mạnh hả? Kiếm khá đẹp rồi đó. Vì đi sang Ender là khỏe re rồi. Đi quăng bớt gác cái. Rồi đi sang Ender nha. Bây giờ thì mình sẽ đi kiếm cái sa mạc mà hồi đó mình kiếm thấy á. Ở đâu bên này nè. Thì mình vừa xem lại cái clip mà mình kiếm cả cái sa mạc á. Thật ra không phải cái đường này. Nãy tự nhiên qua bển thấy nó lạ là sao? Đường bên đó đó. Hình như là mình lạc đường rồi. Mà trời tối rồi lên đây đại luôn. Kiếm này giờ cũng khá mạnh này. Để coi thử đam nó làm sao kìa. Ender đâu? Úi. Không có chơi nó. Đây cũng không có nè. Không biết sao đặt đường được nữa ta. Con gì? Ăn cầu. Ồ. Cây bồng ngấu quá trời luôn. Có sắt. Ender đâu? Chém cũng khá là mạnh. Bây giờ chủ yếu là kiếm Ender ớt. Vậy là mình Ê. Hình như đúng đường rồi. Đúng không ta? Đó sa mạc phải không ta? Mình nhớ có cái làng nữa. Đúng rồi, sa mạc kìa. Rồi bây giờ đi vô đó.
Chắc cái này là một cái chỗ khác luôn. Ném cái hồ thủy ra mệt lắm. Không phải là ở sa mạc là sẽ có Ender đâu, mà nó dễ nhìn đó. Tạm thời không muốn đánh với tụi này. Kìa, Ender kìa. Nhưng mà phải chuẩn bị một cái kiểu như có gượt không? Nó có gượt kìa. Đối với con này thì phải chuẩn bị. Ý, chỗ này chỗ cũ. Kia. Rồi, con nào gượt không? Không, nhìn cái mắt nó. Ủa, làm sao? Khoan. Xong có tiếng. Để em quên bật tiếng lại. Không có gắt gì hết. Nên bật tiếng mấy con quái lại nha. Mong là không có gapper đằng sau. Ý lộn rồi, lộn rồi. Để lên, lên, lên. Đâu, 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 chạy ơi, gói quá. Ok. Rồi đi kiếm Ender tiếp. Mình vừa kiếm được thêm một cái kim tự tháp thứ hai nữa kìa. Mình sợ đánh với mấy con này tại vì Creeper xung quanh nhóc hết trơn. Nó nổ một cái là đi luôn. Sẵn qua bển luôn nữa. Ender thì chưa gặp con nào hết. Trời ơi, xui quá. Không biết sao nó nổ luôn vậy ta. Hãy đi vòng xung quanh trước khi mình vô đây, tại vì buổi tối sắp hết rồi, chắc là đi qua bển đi. Nhớ tọa độ cái trăm rồi. Ok nhớ rồi, 108 với 2007. Qua đây đi. À phải không, nó kìa, nó không có tè xuống nước được. Không sao đâu, mình chỉ cần đi qua bển thôi. Đánh cái này đánh nó cũng được, đánh với chân hả? À, mà mình có lửa. Có kìa, một cái, một con mắt thôi. Rồi chắc xung quanh đây sẽ có thêm một con nữa, tại vì nó spawn bầy đòn. Bầy đàn không kìa kìa, nó kìa. Khoan trước tiên. Ê, gì không được, không được, đừng có heo của tôi. Thề là mấy con Gipper. Có con mắt nữa không? Không. Trời ơi, buồn quá. Một con heo đã ra đi. Để mình giúp con này lên mới được. Gà rớt không? Đang gà rớt không ta? Không. Yeah. Tại sao? Đắp lại. Đất nè. No. Từ sao phải cẩn thận hơn mới được. Cho một cái cà rốt nè. Cho trái táo luôn. Bye bye. Giết nó. Không cho nó sống. Keeper. Thì được một con mắt ha. Hai con hả? Đã quá. Rồi. Hai con này tỷ lệ mà kiếm được cái DN cũng cao. Để coi. Bắn đây luôn đi. Nè, đây nè. Đừng mất, đừng mất, đừng mất. Yeah. Nằm đâu bên đây ạ? À? Trong địa hình ha. Cũng khỏe rồi. Lần trước mình quăng thì nó... Thêm xíu quên nữa. Khoan. Đánh dấu về để biết là hướng đi mình là đi qua đó. Bây giờ đi khám phá mấy cái... đó, kim tự tháp. Không có gì hết gì. Cái này là xác hả? Cần không? Lấy lại đi. Có kim cương là ok. Hồi bên này không có gì đặc biệt hết.
Trong này này mình có rồi, không cần lấy ra đâu. Lục bảo nữa nè, đủ thứ hết. Kim cương đâu, cái này không cần đâu. Lục bảo tiếp. Cũng được, do mà nó quên cái vị trí mà mình đặt cái cát á, cho nên quăng đại luôn. Đây rồi, bây giờ mình sẽ quăng thêm một lần nữa, cũng có thể nó sẽ nằm đó. Không, nó bên này. Sao lúc nào cũng phải nằm ở chỗ hiểm hóc như vậy ta? Con gì đây, con lừa? Cửa được không? Chắc là cửa được á. Bằng cái đi, cho chắc ăn. Ồ, mình đã gần lắm á nha. Nằm ở đâu đây luôn nè. Chắc là phải đi lên đây nè. Rồi, quăng nha. Đâu rồi? Đây. Vậy là vị trí của nó chắc là ở đâu đây nè. Quăng cái nữa. Quăng cái nữa. Không. Đâu rồi? Ở đây nè. Ở đây. Từ 29 là sao chưa thấy nữa ta? Sao vậy hả? Đây. Ồ, chắc là phải quay lên lại mới được. Rồi để kiểm tra xung quanh cái chỗ này thôi. Không có gì hết. À đây nè. Kiếm gà. Thì tập này mình sẽ ngưng ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.